bình thường của người ta phải nhấc lên, có cái lãy người ta nhấc lên thì sẽ vô số dê, nhưng mà em này là đặc biệt, đặc trưng của em nó phải đè xuống quý anh chị nha. Đó là vô số dê đó quý anh chị. Em màn hình camera rất là nét nha quý anh chị. Quý anh chị đã đi một cái xe này rồi thì để mà nói tới Ford Ranger phải nói là thua xa quý anh chị. Số má thì nhẹ nhàng vô hai ngón tay được quý anh chị, và đặc biệt thêm nữa rẻ, thối rẻ nát quý anh chị. Dạ vâng, chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Nissan Navara. Đó thì quý anh chị đã thấy em nó thì sinh năm 2015. Thì anh chị ngày hôm nay thì anh chị sẽ đi theo chân em Trung một vòng, và từ nội ngoại thất chi tiết tất cả một cái em nó đẹp như thế nào như quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì quý anh chị đã thấy tất cả cái, thì em nó nhìn cái cụm đèn của em nó phải nói là rất là đẹp quý anh chị nhá. Tin đây, từ cái mặt nạ tưới mới tản nhiệt này quý anh chị, không, Nissan logo thương hiệu đẳng cấp Nhật đó quý anh chị. Nhưng mà em nó thì quý anh chị đã thấy biển số Lâm Đồng quý anh chị nha, biển số cũng rất là đẹp luôn đó, được cái rất là to cao vạm vỡ như quý anh chị nha. Thì anh chị đã thấy tất cả cái, thì em nó là 2.5 lít hai cầu máy dầu, được cái là phải nói riêng cái này thì nó thương hiệu Nhật, mà so với một em Ford Ranger thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, em nó được cài xài cái bộ mâm phải nói là rất là yêu như quý anh chị nha. Đó, được cái mâm mâm phay rất là đẹp. Mâm của em nó thì xài cái mâm 18 quý anh chị nha, được cái rất là to, 25560R18 đó quý anh chị. Và thấy tất cả một cái, thêm cái nữa quý anh chị, vô đây lại có tích hợp xi nhan gương luôn nhá, tích hợp xi nhan gương. Tất cả một cái thì được cái Nissan em nó được lên cái bệ bước cũng rất là yêu luôn. Đây là cái tem rin quý anh chị nha, 2.5 đó, máy dầu như quý anh chị nha, được cái chạy riêng con em này thì phải nói là chạy siêu lợi, siêu tiết kiệm. Tiếp tục đây quý anh chị, vô cái phần nội thất của em nó đây, tiếp tục quý anh chị, nói chung là quý anh chị nhìn từ trong kia thì anh chị đã thấy tất cả một cái đằng trong em nó. Thì đây nội thất của em nó thì quý anh chị đâu, đây phải nói là nhìn từ những cái vô lăng này đó, màn hình Android này em nó đã được lên nhá quý anh chị nhá, màn hình Android nó em nó đã được lên. Anh chị nhìn từng những cái củ số đúng không? Rất đẹp, hai cầu những quý anh chị, hai cầu điện đó, phải nói là rất yêu luôn. Tiếp tục đây quý anh chị, nhìn từng quý anh chị, từng những cái táp bi đúng không? Cái được cái là cái vân gai của em nó phải rất là yêu và đẹp. Em nó được trang trí thêm cái bộ ốp cũng hao cũng rất là hay luôn. Nissan quý anh chị. Được cái quý anh chị này, nhìn từng những cái keo chỉ của em nó phải nói là riêng xe này cam kết quý anh chị không một lỗi nhỏ nhá. Tất cả một cái. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị, bù long ốc vít thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ, chưa có một dấu mở, tất cả một cái. Thì xe này quý anh chị đã thấy từ những cái tem mạc này, cột kèo thì không có cái chuyện mà đâm va nha quý anh chị nhá. Đây tất cả một cái này. À, phải nói là rất yêu chứ. Thì anh chị ngày hôm nay từ từ cảm nhận em nó nhá, phải nói là rất là đẹp. Thì xe này em Trung vừa về chưa phải làm bất cứ một cái thứ gì hết quý anh chị. Sơn zin còn khá nhiều quý anh chị. Nội thất hầu như hàng ghế sau em nó không có người ngồi. Tiếp tục đây quý anh chị. Thì đặc biệt đằng sau cái ghế ngồi của em nó thì phải được cái là rất là rộng rãi. Và điều hòa phía sau đây quý anh chị nhá. Trần em nó thì vẫn đang còn trần nỉ zin. Đây quý anh chị, đang còn trần nỉ zin như quý anh chị nhá. Tiếp tục quý anh chị này, nhìn từng những cái nội thất của em nó phải nói rất yêu luôn, rất đẹp. Màn hình Android tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị. Túi khí thì riêng xe này, anh trai này ăn được cái là gia chủ người ta xài rất là kỹ nhá. Bọc cái này để cho người khi cầm tay thì quý anh chị này nó không bị dơ. Đó quý anh chị, tiếp tục quý anh chị nhìn từng cái tháp bi. Thế ngày hôm nay anh chị đi theo chân em Trung một vòng một tất cả cái thì phải nói là cái xe nó đẹp như thế nào cho quý anh chị. Phải nói đẹp như thế nào. Tiếp tục bốn cái vỏ còn đều y chang nhau quý anh chị nhá. Được cái bộ mâm phay rất là đẹp. Vô cái đằng sau, cái đặc biệt thêm đằng sau em nó quý anh chị nha, trên em nó thì lại có thêm một cái nắp thùng nhưng em Trung đang tháo xuống để sơn lại cho nó đẹp quý anh chị. Rất thể thao quý anh chị nha. Bản này là bản SL nha quý anh chị nha, bản SL. Đó tất cả cái, anh chị nhìn từng những cái cảng của em nó, rất yêu được mạ chrome. Phải nói là em này, cái này là cảng inox quý anh chị. Tiếp tục đây thêm cái phần gầm của em nó này quý anh chị này. Phần gầm của em nó phải nói chất như nước cất luôn đó. Xe này về sau để em Trung để y chang vậy nha quý anh chị nha, rất là đẹp. Tiếp tục đây nữa quý anh chị này, bản SL nha. Đây và tiếp tục đây Nissan Navara quý anh chị, không phải nói là rất yêu luôn. Một mẫu xe phải nói là em này thì riêng quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đây và cái nắp xăng thì em Trung cho tháo ra để em nó đang pha màu quý anh chị, đang pha màu quý anh chị. Tiếp tục vô cái phần ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị được cái nội thất cũng rất là yêu luôn, rất là đẹp. Nội thất thì phải nói là quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Bộ ghế, cái dàn ghế này thì hầu ghế sau hầu như không có người ngồi như quý anh chị. Tiếp tục quý anh chị nhìn từng những cái vân gai táp bi của em nó thì phải nói là bốn cánh đều y chang nhau quý anh chị. Nhìn từng những tem mạc và keo chỉ
ốc vít chưa có một dấu mở. Đây tất cả cái. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì ngày hôm nay alo cho em Trung, số điện thoại của em Trung cứ để trên phần tiêu đề và mô tả nhá. Tiếp tục vô cái phần nội thất của anh chị. Nó rất yêu luôn. Vô lăng này. Cái này 7 cấp số nhá quý anh chị nhá. 7 cấp số. Đó, nội thất rất đẹp. Vô lăng quý anh chị đâu? Cái xe chạy nhiều hay chạy ít, quý anh chị chỉ cần nhìn cái vô lăng thôi. Đó, từ những cái vân gai này, không? Phải nói rất thể thao và đẹp. Nhưng mỗi cái tội đằng trên xe này quý anh chị, mỗi cái là tay lái hơi nặng, tay lái hơi nặng quý anh chị. Nào, tay lái hơi nặng. Riêng cái xe này quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Chất như nước cát luôn, tem mạc rất yêu. Đó, cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Táp bi bốn cánh đều y chang nhau quý anh chị, từng những cái ốp này được gia chủ người ta ốp rất là yêu luôn đấy, phải nói là rất là đẹp cho quý anh chị, từ những cái keo chỉ và tem mạc đó, và nó rất là đẹp luôn. Thì tiếp tục anh chị sẽ đi theo chân em Trung vô cái phần hầm máy của em nó. Tiếp tục em Trung giở luôn cái phần máy. Và đặc biệt quý anh chị nhá, em nó là có cái khóa của em nó là đề nổ spark cây quý anh chị nhá. Thì em Trung sẽ đề nổ luôn cái máy luôn. Cái này là màn hình Android này, đề nổ này. Nhất cái là nổ quý anh chị đâu, phải nói là rất yêu cho quý anh chị một mẫu xe Nissan Navara 2 cầu nha quý anh chị, V-Sign nha. Đấy. Nếu mà để dòng này thì phải nói là tiết kiệm. Đó, quý anh chị không cần phải suy nghĩ. Đó. Tiếp tục em Trung mở luôn cái phần máy cho quý anh chị. Đằng trước em nó thì em nó được xài cái thắng đĩa nha quý anh chị nha. Mâm phay rất là đẹp, xe này rửa ra phải nói là cực kỳ là đẹp cho quý anh chị. Trang bị thêm ốp đèn, rất yêu luôn. Tiếp tục cái phần máy thì anh chị đã nhìn vô trong cái phần máy thì em Trung sẽ quay luôn từng chi tiết cho quý anh chị, tại vì cái xe này vừa về chưa phải làm bất cứ cái thứ gì, được cái là cái gia chủ xài cũng phải nói là rất là kỹ nhá. Đây chỉ có bụi thôi, chưa một lần rửa nước quý anh chị. Đây phải nói rất yêu chưa, từ những con ốc cabo chưa cũng một dấu mở, máy dầu thì làm một tuần luôn, được cái là máy điện quý anh chị chạy phải nói là siêu lướt, đẳng cấp mạnh mẽ quý anh chị nhá. Anh chị nhìn từng những cái tai ốc này đang còn nguyên zin, chỉ có bụi thôi. Riêng xe này em Trung về chỉ rửa nước lặn cái là ok. Máy thì bảy màu luôn nha quý anh chị nha. Không có cái chuyện mà rung lắc, cam kết quý anh chị không một lỗi nhỏ nha. Đó. Nissan Navara 2015 đăng ký 2016. Giá rất yêu thương cho quý anh chị chỉ với 455 triệu nha. Thì xe này em Trung sẽ test thử cho quý anh chị luôn. Tiếp tục. Em Trung sẽ đóng cabo xuống và test thử cho quý anh chị luôn. Được cái là cái xe này thì phải nói là rất là mạnh mẽ. Cái dòng này nó là 6 số quý anh chị. Cái số của em nó là số da quý anh chị nha, nhưng mà phải bình thường của người ta phải nhấc lên, có cái lẽ người ta nhấc lên thì sẽ vô số da, nhưng mà em này là đặc biệt, đặc trưng của em nó phải đè xuống quý anh chị nha. Đó. Là vô số da. Đó quý anh chị em. Màn hình camera rất là nét nha quý anh chị. Thì ngày hôm nay em Trung sẽ chia sẻ với tất cả cái test thử cho quý anh chị một mẫu xe bán tải gọi là ông vua của mọi địa hình quý anh chị. Chạy riêng xe này thì phải nói là quý anh chị đã đi một cái xe này rồi thì để mà nói tới Ford Ranger phải nói là thua xa quý anh chị. Nhưng mà mỗi cái em này thì quý anh chị nhá, đặc biệt cái em này, mỗi cái thì tay lái phải nói là điểm chê của em nó là hơi nặng quý anh chị. Đấy. Điểm chê của em nó thì hơi nặng đó. Số má thì nhẹ nhàng vô hai ngón tay thôi quý anh chị. Đó. Test nhất cái là lên quý anh chị ạ. À. Hai ngón tay thôi quý anh chị đâu. Phê chất yêu. Được cái dàn gầm em này thì nó cũng chưa phải làm bất cứ thứ gì quý anh chị nhá. Nói chung là xe này mới chạy có hơn 10 vạn thôi. Thì phải nói là sơn in trên em nó thì còn khá nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì em Trung sẽ review và tất cả cái chạy thử kiểm tra tất cả cái. Thì anh chị có quan tâm mẫu xe này, alo cho em Trung, số điện thoại em Trung để trên phần tiêu đề và mô tả. Và đặc biệt thêm nữa, rẻ thối rẻ nát quý anh chị. Tìm đâu ra một mẫu xe bán tải này quý anh chị. Đời 2015 đăng ký 2016, 2 cầu V-Sign chạy phải nói là rất là mạnh mẽ quý anh chị nha. Em nói chỉ cần nhích nhẹ ga thôi là nó vọt ghê lắm. Nó không phải như mấy xe bán tải chẳng hạn như là Ford Ranger thì em nói cái độ trễ của em nó thì nó chậm hơn là cái xe Nissan Navara này quý anh chị. Chỉ cần nhích ga thôi là em nó đã vọt rồi. Đó. Và đặc biệt thêm nữa quý anh chị nha, riêng xe này anh chị mà đi và so với lại cái xe Winchester 3.2 hôm vừa rồi quý anh chị, thì em Trung cũng bán cái thằng dòng đó thì cũng khá là nhiều.
nhưng mà để mà phải nói là em Trung thích mỗi cái em này đi phải nói là rất là mạnh mẽ. Lên xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng, không phải làm bất cứ một cái thứ gì nhá. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có lên một em này thôi, không quay nhiều quý anh chị, chia sẻ tất cả cái em nó là có điều khiển bằng giọng nói luôn nha quý anh chị nhá, có điều khiển bằng giọng nói luôn. Được cái thì đề nổ xi măng cay nha quý anh chị nhá, có đề nổ từ xa nhá. À, tắt nhấn nút ok, lốc cửa tất cả một cái đó thì anh chị. Nên là ngày hôm nay thì phải nói là anh chị quan tâm cái mẫu xe này, alo cho em Trung, số điện thoại của em Trung thì để trên phần tiêu đề và mô tả nhé. Thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha.